Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 125 Thái Lan. Dọn cực kỳ chất, hút hồn bao nhiêu chàng trai đất Việt với một cái biển số cực kỳ khủng. Các chiếc que Thái hôm nay hứa hẹn sẽ làm cho các bạn trở nên được trầm trồ với một cái gian ngoài lịch lãm. Những món đồ chơi trên xe tuy không nhiều nhưng anh chủ biết cách phối chúng với nhau tạo nên một tổng thể không chê gọi được. Cùng với đó là một biển số rất rất đẹp. Ốp đầu của con xe được ốp carbon vân tổ ong nhằm tăng thêm sự sang chảnh và đẳng cấp hơn. Hơn hết, chi tiết này làm chút điểm nhấn trên gam màu áo đỏ rực của con xe trông rất là bộ cùng đẹp mắt. Và người biker này đã nâng cấp cho chiếc xe cưng của mình cái niền của Excel cho chiếc xe thêm chút là sáng bóng hơn, cuốn hút hơn. Hiện mức giá của cặp niền này cực mềm lanh quanh khoảng là 1,5 triệu. Chuyên dầu đến cơn heo trước là một cái cọng dây dầu đồ chơi có áp suất dầu ổn hơn so với dầu zin. Hóa ra cái hiệu năng thắng cũng được cố định bởi con heo Nissin 2 bit đồ chơi được lòng anh em chơi que rim thương sử dụng, mức giá tầm từ 1,3 triệu đến 1,5 triệu một con. Những chi tiết ốc zin trên xe hầu hết được thay mới bằng ốc Xeya, tăng thêm cái trục sáng bóng hơn cũng như tạo điểm nhấn cho chiếc xe này. Ở đây ta còn thấy lấp lón cái chân chống inox sáng bóng làm cho độ sắc sảo chiếc xe được đẩy lên cái tầm cao mới. Để ngăn được hiện tượng rỉ sét của bồ thì người chủ đã thay đổi cái bộ cụ nguyên bản thành cái cổ bồ titan. Đặc tính của chất liệu titan là khi nóng lên sẽ lên màu, cho nên đây là một cái điểm màu sắc rất đẹp của chiếc xe cưng khi đi dạo phố. Các chân sau trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết nhờ vào những hoa văn chất chơi, nhìn anh em thấy có sự liên tưởng đến những cái chiếc xe độ đặc kẹo phong cách Thái. Vẫn y như cái cụm thắng zin, anh chủ đã thay luôn cái càng thắng bằng cái càng thắng nhôm để cái dàn chân sau trông lực cứng cáp hơn hẳn. Cái van bơm hơi cũng được ốp carbon làm chút điểm nhấn trên cái tông màu vàng của con xe. Một vài chi tiết nhỏ nữa thôi hiện được cái sự chăm chút rất tỉ mỉ của chủ xe. Cái cặp phục nguyên bản không còn nữa, thế ngoài mặt là cái cặp phục đồ chơi có thể tinh chỉnh được cho những nhu cầu khác nhau từ người chủ. Cái cặp phục này hẹn sẽ cho người lái cái cảm giác là yêu mãi hơn khi qua những cái chặng đường đi. Chi tiết đắt giá nhất trên cái con xe này vẫn là một cái biển số rất khủng. Chính nhờ cái biển số này mà giá trị con xe được nâng lên hàng trăm triệu đồng. Chiếc xe quá đẹp đúng không các chơi? Winner 150 dọn trên mình một cái chiếc áo xanh đen lịch lãm hơn. Cái chiếc Winner 110 là một cái dòng xe do Honda tung ra trường nhằm cạnh tranh những hãng nặng ký như Exciter, Raider. Với một sức mạnh và kiểu dáng quý phái của mẫu xe này đã chinh phục được rất nhiều biker trong nước. Tacon Acosta. Cái phần Tacon dây Acosta tích hợp khả năng chống kỹ khi không may có sự va chạm. Cái cụm thắng thương hiệu của hai dòng sản phẩm này quê quán đến từ Ý. Ngoài ra, nếu các bạn nhìn kỹ sẽ thấy ngay cái bình dọc Bonamici CC Mini cực kỳ nhỏ gọn. Trên chân là ta thấy được cái dọc S cộng rất nhiều các dầu CC kết nối một cái heo dọc Rainbow logo lớn hai miếng đá xứng chung phát heo CC đĩa gaffer. Trợ lực Matrix hành trình 110mm giúp phần đầu ổn định hơn khi xe cho độ cao. Phục Holding bình dầu rời đã chút điểm nhấn cho cái phần dàn chân sau. Và đây là con heo dọc Rainbow sau được làm cái bắt xì ngược tự như cái dòng lọc phân pha lớn mà ta hay áp dụng. Xe được lên cái mâm Crossbow 6 cây, một cái dòng sản phẩm mà hãng Crossbow Malaysia dành riêng cho Winner 110 lắp vào không cần chế cháo gì cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like và subscribe.